Những điều bất ngờ về cây cầu Mạ Vàng nằm lọt trong đôi tay khổng lồ độc nhất Đà Nẵng. Dân tình rần rần với hình ảnh cây cầu Mạ Vàng được bắt ngang bàn tay khổng lồ ở Đà Nẵng. Hứa hẹn đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những phượt thủ và các thánh check-in trong thời gian tới đây. Nếu nói về các địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp và hữu tình thì chúng ta không thể nào bỏ qua Đà Nẵng. Với khu du lịch Bà Nà Hill rộng lớn hay một bán đảo sơn trà hùng vĩ, rồi đến biển Mỹ Khê mênh mông sóng vỗ hay vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn của sông Hàn về đêm. Và hiện tại là sự góp mặt của một chiến binh nơi giữ là độ hot không kém cạnh các đàn anh của mình. Bạn chẳng cần phải đi xa hay không cần phải ngưỡng mộ những cây cầu vĩ đại như Golden Gate Bridge, vì hiện tại chúng ta đã có một cây cầu quy mô và kiến trúc kỳ vĩ không kém. Với tạo hình vô cùng độc đáo sáng tạo, khi cả thân cầu được nâng lên bởi bàn tay khổng lồ, cả 150m chiều dài cây cầu đều được phủ bởi một màu vàng óng ánh, đầy vẻ sang trọng và huyền bí. Hai bàn tay to tướng như hai trụ đỡ chính cho cả thân cầu, bàn tay lấp ló trong từng lớp cây xanh mướt. Cả kiến trúc hòa hợp với nhau tạo cho bạn một cảm giác rất kỳ vĩ, hữu tình, làm bạn có cảm giác như mình đang đi trên chốn bồng lai tiên cảnh. Cây cầu vàng này được xây dựng ở Thiên Thai, nằm ở độ cao 1.400m và dài tới 150m với 8 nhịp cầu và độ cao khủng, nên cả thân cầu nằm ở lưng chừng trời, tạo cho bạn một cảm giác như ngút ngàn vô tận. Khi mở mắt ra thì cả bầu trời như bao quanh lấy bạn, thực không có từ ngữ nào để miêu tả hết cái vẻ kỳ bí này. Các bạn trẻ sắp tới đây sẽ có một địa điểm tuyệt vời để check-in sống ảo, quẩy hết mình cùng đồng bọn. Tạm rời xa thành phố chật chội ồn ào này, tin chắc đây sẽ là địa điểm cực thú vị cho bạn thả hồn theo mây trời để tự do tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!